Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Loại sư tinh tâm bảo này vừa trang nghiêm lại thần thánh. Năm đó nhiều linh bảo chỗ tốt trên phân nhai bảo bị ta nhặt được như vậy. Ta thực sự còn thiếu bảo vật hay sao? Đa bảo đạo nhân thường tự hỏi mình câu này và tự nhiên không thiếu câu trả lời. Không những thiếu, còn rất giàu có. So sánh với bất cứ sinh linh nào dưới thánh nhân cũng đều là như vậy. Y kết giao bằng hữu bên trong tiệt giáo cũng chưa từng nhìn tu vi bọn hắn cao hay thấp, có nhiều linh bảo hay không. Dù sao thì cũng không thể nhiều bằng y. Mà đa bảo đạo nhân không keo kiệt, không ít môn nhân đệ tử ưu tú bên trong tiệt giáo đều đã từng được linh bảo của y đưa ra ngoài. Nhưng bản thân của chuyện tầm bảo này lại là luôn khó có thể ức chế, giống như là bị nghiện vậy. Vào lúc tu vi thấp dựa vào thần thông tìm kiếm bảo vật, tu vi cao thâm, thần thông cũng có bước nhảy vọt, có thể trực tiếp ngửi được thiên cơ báo trước, tìm kiếm được bảo vật sắp xuất thế. Ngày hôm nay chính là như vậy, y phát giác ra được có bảo vật sắp xuất thế, chạy tới tiếp cận cuộc vui. Tu vi bây giờ của đa bảo đạo nhân đã bước đến bước cánh cửa chạm tam thi một bước, mà đa bảo cũng tự biết chính mình chỉ cần hiểu được sự tình có quan hệ đến bảo liền có thể bước vào một cánh cửa hoàn toàn mới. Nhưng chuyện này cũng đâu phải nói ngộ liền có thể ngộ ra. Cơ hồ mọi người trong hồng hoang đều biết bản thể của đa bảo đạo nhân y là tâm bảo thử, tức là chuột tầm bảo đầu tiên trong thiên địa. Tam thanh phân ly, ngòi nổ chính là thông thiên giáo chủ mang đa bảo trở về tam hữu tiểu viện, còn thu đa bảo làm đại đệ tử, làm cho nguyên thủy thiên tôn cảm thấy bản thân bị bạo phạm. Đối với lai lịch của chính mình, đa bảo đạo nhân chưa từng cảm thấy có gì không tốt. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể gặp được sư tôn. Đây là phúc phận và cơ duyên lớn nhất của chính mình. Nhưng hai chữ tầm bảo lại làm cho tâm ma của y không bước qua được, làm cho y tâm bảo từ viễn cổ cho đến ngày hôm nay. Không có cách nào, quá trình tâm bảo tràn đầy mị lực say lòng người, có thể khiến cho y quên bản thân, cảm nhận được rung động đại đạo ban sơ nhất. Mà sự gian nan trong khi tâm bảo cũng đã bởi vì sự thỏa mãn và mừng rỡ khi tìm kiếm được bảo vật trong một cái chớp mắt kia. Khi ôm bảo bối, cảm nhận được mạch đập của đại đạo lúc say đắm trong đạo bản thân. Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến ta hài lòng hơn thế này. Đa bảo đạo nhân than thở từ trong tận đáy lòng, tiếp xúc thân mật với bảo vật là sai. Có vấn đề gì không? Đây là cảnh giới. Đa bảo đạo nhân ngồi trên núi bảo vật, cúi đầu lau mặt. Trên người đã xuất hiện quần áo ngưng tụ thành từ tiên lực, bên ngoài còn có một tầng đạo bảo chân thực. Được rồi, thật là xấu hổ. Tiểu hải thần nhân giáo không phải còn đang ở bên ngoài, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây rồi? Hay không đúng, người vừa rồi bị mình đánh đập thành tro bụi giống như cảnh giới kim tiên. Sẽ không phải là bản thể của tiểu hải thần nhân giáo đó chứ? Nếu như lúc nãy vì xấu hổ tức giận giết chết tiểu đệ tử mà đại sư bá coi trọng thì vui lắm. Đa bảo đạo nhân nhanh chóng nhảy xuống từ núi bảo vật, phát hiện ra chính mình diệt đi chẳng qua chỉ là một tờ người giấy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi hơn 300 kiện linh bảo vừa mới vung ra vào trong tay áo. Đều là do vừa rồi chính mình quá say mê, thực sự quá mất mặt. Đa bảo đạo nhân đã tìm thấy nơi đây nửa canh giờ trước. Vị pháp sư tầm bảo này rất nhanh liền phát hiện ra Lý Trường Thọ đang âm thầm bố trí từng tờ người giấy. Lúc ấy, đa bảo đạo nhân liền rõ ràng bảo vật xuất thế này có quan hệ cùng với hải thần. Hiện nay, thần thông cắt giấy thành người cơ hồ đã trở thành tiêu chí của hải thần. Lại thêm việc đa bảo đạo nhân âm thầm khóa chặt một tờ người giấy, thử thôi diễn một phen, sau đó liền phát hiện ra thái cực đồ cảnh cáo, tự nhiên cũng liền nghiệm chứng thân phận của người thao tác phía sau nhóm người giấy. Nhưng đa bảo đạo nhân cũng không có quan tâm nhiều. Y thích nhất chính là niềm vui thú tầm bảo, tìm kiếm cảm giác lúc chính mình vẫn là sinh linh nhỏ yếu. Kế hoạch lúc đầu của đa bảo đạo nhân là sau khi tìm được bảo vật, say mê một chút liền tự động rời đi, không quấy rầy tiểu hải thần nhân giáo tầm bảo. Thậm chí, y sẽ còn để lại cho tiểu hải thần nhân giáo một chút lễ vật nhỏ, kết chút thiện duyên. Lập tức,
Đa Bảo đạo nhân vô thanh vô tức tiến vào trong bảo khố nhóm ngưu yêu, tập hợp bảo vật vào một chỗ, nằm trên đó say mê lấy say mê để mê, chờ đến trước một cái chớp mắt người giấy hải thần đến nơi đây. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên có nắm chắc, làm cho Lý Trường Thọ không thể bắt giữ thân ảnh bản thân rời đi. Nhưng y phân một tia tâm thần nhìn chăm chú vào tám cỗ đạo nhân giấy bên ngoài kia. Vạn lần không nghĩ tới, chính mình đưa kinh hỉ ra ngoài, đối phương đưa kinh hãi tới. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện từ dưới đất? Đa Bảo đạo nhân vỗ đầu một cái, trong đáy lòng nhanh chóng tính toán việc này nên kết thúc thế nào. Nhưng y phiền lòng lại loạn ý, trong lúc nhất thời cũng không có ý kiến gì hay. Thế là trước tiên bất chấp tất cả, Đa Bảo đạo nhân lấy ra một bình bát máu tím vàng từ trong ngực. Bàn tay to lớn giơ lên bình bát này nhẹ nhàng chấn động biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tòa bình bát đường kính ngàn dặm phủ xuống trên trời, trực tiếp bao phủ Thử Thiết Thành, sơn tốc này. Kỳ thực, vì lần tâm bảo này, những gì Lý Trường Thọ bố trí đâu chỉ là những thứ trước mắt. Lúc này ở các nơi Trung Thần Châu, Nam Thiên Bộ Châu còn có 7-8 địa hình vô thủ sơn, sông lớn, sơn tốc, chôn giấu vô lượng đạo nhân giấy và động tiên binh không giống nhau. Nhưng địa phương này đều là chỗ hoang tàn vắng vẻ, nhưng Lý Trường Thọ sẽ chế tạo một ít tình cảnh sau khi đại chiến, lưu lại một vết vết tích tông môn hủy diệt. Tất cả đây là những biện pháp bảo vệ. Lý Trường Thọ đã cân nhắc rất kỹ vào trước đó, chỉ cần chính mình tâm bảo liền sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, muốn không kinh động đến ngưu yêu tộc mà lấy bảo vật ngưu yêu tộc, độ khó là quá lớn. Mà bốn vị đại lão Phục Hy, Hiên Viên Thần Nông, Đại Vũ là biết được tuyến đường tầm bảo. Không thể né tránh để lại dấu vết, không thể né tránh làm cho người biết. Như vậy nguy hiểm bản thể chính mình bại lộ vẫn sẽ luôn tồn tại. Cho nên, sau khi cân nhắc toàn diện, Lý Trường Thọ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ tầm bảo, tìm những phương thức khác làm mạnh chính mình, nhưng nghiên cứu một số huyền công diệu pháp mà Hiên Viên tiền bối cho. Hoặc là làm nhiều thêm một ít bố trí, trực tiếp dùng thân phận hải thần thiên đình, tâm bảo tại nhiều khu vực để lại một ít tin tức quấy nhiễu, giảm khả năng lai lịch bản thể của chính mình bại lộ xuống đến thấp nhất. Kể từ đó, người không biết tuyến đường hắn tâm bảo, chỉ biết đây là hải thần thiên đình đang làm chuyện gì đó. Người biết tuyến đường hắn tâm bảo cũng vô pháp trực tiếp vào lúc Lý Trường Thọ tiến đến Hỏa Vân Động, đoán ra bản thể ở nơi nào. Mặc dù còn phải cân nhắc nhân tố như độ tiên môn là đạo thừa nhân giáo, nhưng kế tiếp Lý Trường Thọ cũng có kế hoạch tiểu quỳnh phong di động. Lý Trường Thọ không phải là không tin được bốn vị nhân hoàng về hưu, trọng điểm là bên trong Hỏa Vân Động cũng không chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế, còn hơn 3.000 người bên gối kia. Để phù hợp với bố cục tổng thể, Lý Trường Thọ tại Thử Thiết Thành và Sơn Cốc Ngưu Yêu không thể khiến cho quá nhiều yêu tộc thương vong. Thậm chí trong nháy mắt nhìn thấy những tài bảo binh khí trong ngưu yêu bảo khố kia, Lý Trường Thọ cũng đều hạ quyết tâm không động vào, chỉ tìm mệnh trung cơ duyên của chính mình. Nhưng bây giờ, những bố trí chu toàn, an bài tỉ mỉ các nơi này, bởi vì Đại sư huynh Tiệt Giáo hiện thân một cách quỷ dị, đã triệt để biến mất. Vì cái gì? Hiện tại Lý Trường Thọ đang tự hỏi mình, ba từ này lặp đi lặp lại. Đây rốt cục là vì sao? Chính mình vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, phát động đánh nghi binh đoán phương vị, còn tổn thất một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, thu hoạch duy nhất chính là Đinh, người phát hiện ra đam mê của đại lão tiểu quái Tiệt Giáo. Phải đi tìm ai để nói rõ lý lẽ này? Ở kiếp trước, Lý Trường Thọ đã thấy nhiều tình huống kỳ lạ dưới áp lực xã hội, cũng không cảm thấy loại sự tình này có gì mất mặt. Lão đại cũng là sinh linh, và tất cả sinh linh đều không hoàn hảo. Đây là đại đạo tự nhiên. Nhưng kẻ một ngàn nói một vạn, vì sao Đa Bảo sẽ xuất hiện? Chính mình chỉ tìm kiếm một kiện bảo vật hậu thiên mà thôi, độ khó làm sao lại lớn như vậy? Còn nhất định phải đánh bại Đa Bảo đạo nhân hay sao? Lý Trường Thọ khẽ ngâm hai tiếng, phát giác chính mình thoáng có chút bực bội, lập tức mặc niệm thanh tâm chú, làm cho tâm thần cấp tốc giảm nhiệt độ. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên có phương pháp khẩn cấp. Trước đó không phải là chưa từng cân nhắc, mà thôi, trước đó là thực sự không thể cân nhắc đến loại tình huống này. Đúng vào lúc này, bình bát vàng tím chụp xuống đầu, phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn chút, lập tức làm ra quyết định lý trí nhất.
tự hủy. Vào giờ phút này, khoảng cách của đại quân Đậu Tiên Binh vẫn còn cách một đoạn so với Thử Thiết Thành. Đậu Tiên Binh giống như một bộ đếm thời gian, trước khi bọn hắn đến trước Thử Thiết Thành chính là thời gian gây án của Lý Trường Thọ. Thật không may, nó không được sử dụng nữa. Lý Trường Thọ ra lệnh cho những Đậu Tiên Binh đứng im bất động, hơn 20 cỗ đạo nhân giấy trà trộn bên trong Đậu Tiên Binh, thực hiện một động tác chỉnh tề và thống nhất, hai tay chống trời. Một tổ tam muội chân hỏa tuôn ra từ trong lòng bàn tay của các đạo nhân giấy, hóa thành từng con hỏa long hoành hành chung quanh, đảo mắt một cái, liền nhóm lửa hoàn toàn mấy vạn Đậu Tiên Binh. Cỗ đại quân phụ trách đánh nghi binh tạo áp lực này vốn đều là sản phẩm của một số thần thông. Vào giờ phút này bị tam muội chân hỏa, Lý Trường Thọ ngưng tụ ra từ tiên lực cảnh giới kim tiên thiêu đốt, đảo mắt liền bị ánh lửa nuốt hết. Tính cả 20 cỗ đạo nhân giấy kia tất cả đều hóa thành tro tàn đầy trời. Tổn thất như vậy Lý Trường Thọ ngược lại cũng sẽ không đau lòng gì. Đầu tiên binh chỉ cần có thể tồn tại nhiều nhất 10-20 canh giờ, tiên lực tùy thời ấn định sẽ tản mất tự động tiêu hủy. Không phải đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, hao phí cũng chỉ là linh thụ trên tiểu bình phong mà thôi. Ngay sau đó, thừa dịp cơ hội bình bát vàng tím buông xuống, đầu tiên binh tự hủy, chúng yêu trong thành rối loạn. Ba vị đại yêu cảnh giới kim tiên ngoài thành hoảng loạn, ba cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên dây dưa cùng ba vị đại ngưu yêu cùng nhau bộc phát tiên lực chấn đuôi ba vị ngưu yêu. Ba cỗ đạo nhân giấy này trực tiếp quay đầu thi triển phong độn, biến mất bên trong ánh mắt và tiên thức của đối phương trong nháy mắt. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ có một đặc điểm rõ rệt, thực lực đấu pháp bình thường nhưng độn pháp tuyệt đối là khinh thường cùng cấp. Trong gió chỉ để lại một câu nói cứng của nữ tử nhân tộc kia. Coi như các người lợi hại. Ba vị cao thủ ngưu tộc đều sửng sốt. Bọn hắn lợi hại chỗ nào? Chưa giao thủ được mấy hiệp, không phải vẫn còn đang trong giai đoạn đấu pháp thăm dò nhau sao? Không chỉ là tại Thử Thiết Thành, tại Sơn Tốc Ngưu Yêu kia, đạo nhân giấy chưa có hiện tân lập tức thi triển thổ độn ẩn nấp vào sâu trong lòng đất, trốn vào sâu trong địa mạch. Đạo nhân giấy đã hiện thân đều là tùy thời mở cấm chế tự hủy, đảo mắt liền hóa tan thành tro, nước đọng, lôi quang, phì vũ. Thế là nhóm ngưu yêu rơi vào nghi hoặc thật sâu. Chương một cái chớp mắt, Thử Thiết Thành và Sơn Tốc Bảo Khố tràn nhập trong nguy hiểm, luyện ký sĩ nhân tộc khí thế hùng hổ. Sau một chớp mắt, tro tàn đầy trời không ngừng phất phới, cường địch biến mất không còn tăm tích. Một chiếc bình bát vàng tím bao phủ ngàn dặm. Là mộng sao? Hay là đại trận huyễn thuật gì đó? Nhân tộc rốt cục có âm mưu quỷ kế gì? Mấy vị trí giả ngưu yêu tộc không nhịn được đỡ chán, cảm giác cái đầu trâu của bọn hắn đã sắp nổ tung. Mẹ ơi, những nhân tộc này đang làm gì? Thầy hiểu rồi, mấy vạn nhân tộc hy sinh mới bày ra thần thông quỷ dị như vậy. Một con trâu già chỉ vào bình bát to lớn như lao tù lớn tiếng la lên. Ngưu yêu tộc chúng ta nguy rồi, Thử Thiết Thành nguy rồi. Thế là các nơi trong thành truyền đến tiếng âm thanh kêu khóc thê thảm một lần. Chúng yêu cảm thụ được uy áp của bình bát tím vàng tản ra, phát giác ra được pháp lực mênh mông làm yêu tuyệt vọng ẩn chứa trên đó. Toàn bộ Thử Thiết Thành, Sơn Cốc Ngưu Yêu lại rơi vào một vòng khủng hoảng mới. Nhưng chuyện này không liên quan cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lúc này đã tập hợp 5 cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên vào một chỗ. Do một cỗ đạo nhân giấy thu hồi 4 cỗ đạo nhân giấy khác trốn sâu trong lòng đất. Không có cách nào khác, những người giấy này của Lý Trường Thọ cũng bị vây ở bên trong bình bát. Vốn dĩ Lý Trường Thọ cũng là chuẩn bị cùng nhau tự hủy 5 cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này. Nhưng vào trước khi hắn động thủ, cảm thụ tiên tức khóa chặt trên người chính mình, nhìn lại một chút trên đỉnh đầu bình bát. Nếu như chính mình tự hủy, như vậy nhân quả cùng với đa bảo đạo nhân liền chính thức kết. Đa bảo đạo nhân là ai? Đại sư huynh Tiệt Giáo, đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, chính là đại lão đạo môn, có thể ngồi trên một cái bàn uống rượu cùng với đại pháp sư nhà mình. Chính mình trong lúc vô tình nhìn trộm một chút ham mê cá nhân của y, làm sao có thể sống yên ổn được. Hơn nữa, hành động lần này của chính mình đã trực tiếp dùng thân phận hải thần. Đa bảo đạo nhân hơi suy tính liền sẽ bị thái cực đồ ngăn lại, tự nhiên có thể khóa chặt hải thần thiên đình. Nghĩ biện pháp, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nếu không được, mình liền tự lập lời thề đại đạo, cam đoan sẽ không tuyên dương việc này ra ngoài. Không, không thể đơn giản như vậy. Đạo bảo nghèo ba đời, tâm bảo hủy cả đời.
Về sau vẫn là đừng lộn xộn với ý nghĩ làm mạnh chính mình, an an tâm tâm làm tu luyện thần thông trận pháp đan dược là được. Bài học sâu sắc. Sau đó chép 9.000 lần ổn tự kinh. Được rồi, 3.000 lần. Cũng mời sư muội giám sát, ngẫm nghĩ tại sao chính mình đột nhiên có ham muốn với loại linh vật bảo vật này. Ừ, chuyện kia. Đột nhiên đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nghe được một tia truyền âm. À, tiểu hải thần, à không, hải thần tiểu hữu, sao ngươi không đi vào bảo khố một lần nữa? Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy vái chào, liếc nhìn đại trận bên ngoài sơn cốc ngưu yêu. Trong khi đang lúng túng, truyền âm của đa bảo đạo nhân lọt vào tai một lần nữa. Lần này lại là chỉ điểm cho hắn một con đường ẩn nấp, chính là con đường đa bảo đạo nhân đào bới ra để tầm bảo trước đây. Lại một lát sau, trong bảo khố ngưu yêu tộc, hai thân ảnh cách ba trượng nhìn nhau, dòng sông thời gian dường như ngưng lại tại nơi đây. Nhìn bên trái, thân hình một trung niên luyện khí sĩ thẳng tắp được bao bọc trong đạo bào màu đen. Đây dĩ nhiên chính là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Lại nhìn bên phải, đa bảo đạo nhân mặc đạo bào vàng nhạt, bưng một cây phất trần, trên dưới toàn thân tản ra đạo vận nồng đậm, ở trên khuôn mặt hơi mập kia duy trì một nụ cười có chút cứng nhắc. Bọn họ một lần nữa rơi vào xấu hổ không hiểu. Mà đệ tử nhân giáo rất có thành tích trong bầu không khí sinh động này, vào giờ phút này lại tìm không thấy một lời nói hợp với tình hình lại nhẹ nhõm. Đa bảo đạo nhân, biểu tình Lý Trường Thọ hơi có vẻ kinh ngạc cười hỏi một câu. Tiền bối làm sao lại ở đây? Đa bảo đạo nhân cười to, nhẹ nhàng vung vẩy phất trần cười nói. Bần đạo đây không phải là trùng hợp đi ngang qua nơi đây sao? Hải thần đạo hữu, ngươi đang tầm bảo ở chỗ này sao? Quả nhiên là đúng dịp, tiền bối ngài cũng phát hiện nơi đây có bảo vật. Ngẫu nhiên ngửi thấy. Đa bảo đạo nhân cười híp mắt, bưng phất trần đến bên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vô thức liền muốn lui lại nửa bước, nhưng lúc này cưỡng ép để cho chính mình chủ động tiến về phía trước nửa bước tiếp đón. Nếu tiền bối đã vừa ý bảo vật nơi đây, như vậy vãn bối xin cáo từ. Đa bảo đạo nhân cười đưa tay nắm chặt cánh tay Lý Trường Thọ. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là hữu duyên. Bần đạo dù sao cũng là đại đệ tử của lão sư, đại sư huynh tiệt giáo. Làm sao có thể đoạt bảo vật cùng với hải thần đạo hữu? Đến, bần đạo tương trợ người đôi chút, không thể để ngươi tay không mà về. Đám yêu tộc này mặc dù không có danh khí gì, nhưng nơi đây xác thực ẩn giấu mấy món bảo bối tốt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói thầm một hồi, xem ra đa bảo lão đại không định truy cứu sự tình trước đây. Đa bảo đạo nhân nói xong, phất trần vung một cái đối với đống bảo vật như núi kia. Những bảo vật này lập tức hóa thành những tia sáng bay về phía những góc trống của bảo khố và trở lại vị trí ban đầu. Thậm chí không cần Lý Trường Thọ nhiều lời, đa bảo đạo nhân đã chủ động nói. Đủ loại pháp khí và pháp bảo ở đây chắc hẳn ngươi cũng không để vào mắt. Đến, hãy đến nhìn kiện trọng bảo này. Lý Trường Thọ cũng không khỏi nâng cao tinh thần, nhìn về hướng phất trần của đa bảo đạo nhân chỉ, lập tức thấy được một bức tượng châu đồng cao nửa thước. Bức tượng châu đồng này duy trì tư thế ngửa đầu, đuôi châu cũng vểnh lên, bốn vó dẫm lên đám mây đồng, trong hai con mắt châu lồi ra hai bên trái phải. Đây là chí bảo ngưu yêu tộc, ngưu yêu vui chơi, kim thanh ngưu. Đa bảo đạo nhân cười nói, ngày xưa yêu tộc có cao thủ, chính là yêu thú thử thiết thổng mông biến thành. Bản lĩnh đắc ý nhất của y chính là nuốt một ít bảo tài bình thường vào trong bụng, sau đó đạt được các loại tinh kim. Sau khi thử thiết vẫn lạc tại thượng cổ, yêu đan của y được giữ lại ở ngay trong bức tượng đồng này. Cho nên bức tượng đồng này cũng có công dụng như vậy. Mặc dù không phải bảo vật đấu pháp hộ thân, nhưng cũng là một kiện bảo vật phát tài cực kỳ hiếm thấy. Bảo bối này tuy tốt, nhưng chính mình cũng không thể mang về Tiểu Quỳnh Phong, cho nên chỉ là vật vô dụng. Chuyện này... Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút hỏi. Tiền bối, nơi đây còn có những bảo vật khác, thực không dám giấu giếm. Vạn bối là được cao nhân chỉ điểm, biết nơi đây có bảo vật có duyên với ta, lúc này mới phí hết tâm tư xâm nhập nơi đây. Đa bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, tinh thần lập tức tỉnh táo. Người muốn tìm bảo vật nào? Nếu nói đến sự tình tầm bảo ở trong ngũ bộ châu, dưới thánh nhân lão gia, bần đạo cũng là coi như có sở trường. Chuyện này
vãn bối cũng không biết. Lý Trường Thọ nhìn tượng đồng Thanh Lưu nói, nhưng hẳn là bảo vật hộ thân. À, đừng lo lắng, bần đạo sẽ giúp người một tay. Lập tức tay trái của Đa Bảo Đạo Nhân thăm dò vào trong tay áo quay của một hồi. Bên trong truyền đến âm thanh leng keng. Đa Bảo Đạo Nhân rất nhanh liền lấy ra mấy con bươm bướm màu bằng lam. À, đây là Mịch Bảo Linh Điệp. Giới thiệu sơ lược một câu, Đa Bảo Đạo Nhân điền tế những con Mịch Bảo Linh Điệp này lên. Một con bay về phía tượng đồng Thanh Ngưu, hai con bay về phía góc trái phải rơi vào trên một kiện bảo giáp, một chiếc trường cung. Mà một con Mịch Bảo Linh Điệp thứ tư lại bay ra bên ngoài bảo khố. Lý Trường Thọ liếc nhìn bảo giáp và trường cung kia vội nói. Tiền bối, đừng lo lắng, bần đạo sẽ đánh ngất các sinh linh ở nơi này trước. Đa Bảo Đạo Nhân lắc phất trần, phía trên phất trần tuôn ra một làn sóng màu lam nhạt. Làn sóng chậm rãi nhộn nhạo, toàn bộ sơn cốc trở nên vô cùng yên lặng trong nháy mắt. Tiên thức của Lý Trường Thọ nhô ra, phát hiện ra yêu tộc các nơi, vô luận tu vi cao thấp tất cả đều nằm mê man, không khỏi líu lưỡi một hồi. Lập tức Đa Bảo hứng thú bừng bừng ra khỏi sơn động, Lý Trường Thọ đi theo phía sau. Mịch Bảo Linh Điệp không sợ trận pháp, không nhìn cấm chế, bay qua sân bãi có chút lộn xộn trước bảo khố, lướt qua, vượt qua những ngôi nhà bằng đá, trôi dạt đến một ngôi nhà gỗ ở rìa sơn cốc và cuối cùng chìm vào ngôi nhà gỗ. Đợi Lý Trường Thọ và Đa Bảo chạy tới, phát hiện ra Mịch Bảo Linh Điệp dừng trên một bao vải bẩn thỉu. Lý Trường Thọ ra tay cầm lấy bao vải, khẽ đổ phía ngoài, một vài món đồ chơi con rối rơi xuống và hai đồng tiền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là, thực sự là. Vào giờ phút này, đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động đối với thuật bói toán của Phục Hy lão đạo, lão đại đã là dập đầu xuống đất. Nào, cho bần đạo nhìn với. Đa Bảo Đạo Nhân thò đầu từ bên cạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng xẹt qua mấy cái ý nghĩ, đặt hai đồng tiền trên lòng bàn tay nói. Xin tiền bối đánh giá. Đa Bảo Đạo Nhân lộ ra sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cầm đồng tiền lên quan sát tỉ mỉ đồng tiền một hồi, sau đó liền tán thưởng. Đồ tốt, đồ tốt. Đây là hai đồng tiền bản mẫu nhân tộc các ngươi làm ra đầu tiên, nhờ vào đó để thiết lập giao dịch mua bán. Ở trên đó có cất giấu một lượng lớn công đức. Chẳng qua bảo vật bây giờ bị phủ bụi, không hiện trước mặt người khác. Về sau chỉ cần dùng công đức của bản thân uẩn dưỡng, liền có thể khiến cho nó hiện ra hình dáng ban đầu. Đa Bảo Đạo Nhân nhặt đồng tiền lại vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Hey, chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu, bảo vật này có thể dùng để hộ đạo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức an ổn trở lại, vái chào đối với Đa Bảo Đạo Nhân. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Ai, cái gì tương trợ hay không tương trợ, khách khí. Đa Bảo Đạo Nhân cười híp mắt, bần đạo mạo muội cũng gọi ngươi một tiếng trường canh. Trường canh ngày hôm nay đạt được bảo vật là đại hỷ sự, bần đạo như thế nào cũng phải cấp một phần hạ lễ mới được. Lý Trường Thọ vội nói, à, vãn bối được tiền bối tương trợ, làm sao có thể lấy thêm hạ lễ của tiền bối. Đa Bảo trợn mắt, làm sao, ngươi thế nhưng xem thường bần đạo, danh hào Đa Bảo này chính là do sư tôn ban thưởng. À, đây là quyết tâm cấp cho chính mình phí bịt miệng. Ê, tới 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 tới. Đa Bảo Đạo Nhân mở ra ống tay áo của chính mình. Hãy tùy ý lựa chọn bên trong mấy ngàn kiện linh bảo này. Nếu ngươi không thể lấy đi bảo vật ngang bằng chiều cao, đó chính là không cho bần đạo mặt mũi, bần đạo cũng sẽ nổi giận. Vào lúc có đại lão tuyệt đối đánh không lại muốn dùng loại phương thức này tặng bảo để bịt miệng của chính mình nên làm cái gì? Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ thật ra chính là cự tuyệt. Chính mình đã đạt được bảo vật ngưỡng mộ trong lòng, nếu lại cầm nhiều bảo vật hơn, liền thiếu Đa Bảo nhân quả. Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân quả thực là quá hào phóng. Thấy Lý Trường Thọ ngượng ngùng đưa tay, Đa Bảo Đạo Nhân lắc ống tay áo một cái. Toàn bộ sơn cốc lập tức bị bảo quang chiếu sáng. Các loại linh bảo hậu thiên dư thừa linh tính chậm rãi nhộn nhạo quay quanh người Lý Trường Thọ, từ trên xuống dưới trái trái phải phải, hoàn toàn bao vây Lý Trường Thọ kín không kẽ hở. Lý Trường Thọ suýt nữa bị bảo quang làm cho chói mù mắt, yên lặng đưa tay ôm chặt ngực. Đời này rất đau. Nên là đại thúc bảo tàng gì mới có thể bình tĩnh lấy ra hàng trăm hàng ngàn kiện bảo vật như thế, nói cho chính mình tùy ý lựa chọn, ít nhất cũng phải lấy đi ngang bằng chiều cao. Ngang bằng chiều cao,
Ý tứ chính là muốn bảo vật chính mình lấy ra trông nên cao bằng người mình. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc đặt nó theo chiều ngang và chiều dọc. Liệu nên sử dụng loại quả cầu hay loại tháp? Ê, làm sao? Không thích những thứ này. Đa Bảo đạo nhân cười bình tĩnh nói. Nếu như không thích, vậy thì bần đạo sẽ thay đổi cho ngươi thêm một vài đống nữa. Cứ chậm rãi lựa chọn. Lý Trường Thọ. Hắn phảng phất như thấy được Đa Bảo đạo nhân đeo một sợi dây chuyền vàng lớn trên người. Tay đeo đồng hồ vàng lớn, người mặc y bảo tơ vàng, ngồi trên ghế bành, thân hình ngửa ra sau. Thợ săn kho báu chuyên nghiệp là gì? Điều này cũng quá kích thích. Sau đó Lý Trường Thọ bi ai phát hiện ra. Trước đây, hắn để cho đoàn nhờ giấy tầm bảo ở các nơi Trung Thần Châu, sau đó nhàm chán là một bản Hồng Hoang Linh Bảo Lục ghi chép các loại linh bảo có danh khí nổi bật. Lúc ấy còn cho rằng chính mình đã nhận biết 7-8 phần linh bảo trong Hồng Hoang. Hôm nay nhìn thấy gia bảo Đa Bảo đạo nhân phóng ra, Lý Trường Thọ mới phát hiện ra những gì chính mình biết quá nhỏ bé, quá ít. Hết vòng này đến vòng khác bảo vật bay đơ lửng, chỉ cần lấy ra một kiện cũng đều là linh bảo hậu thiên. Trong đó lại còn có mấy món linh bảo hậu thiên cực phẩm. Không có tiền tố hậu thiên, hoặc là linh tính không đủ, có chút khuyết điểm, căn bản không có đủ khả năng xuất hiện bên trong bộ sưu tập của Đa Bảo đạo nhân. Phẩm chất của những bảo vật này không thấp, uy năng không nhỏ, cực ít hiển lộ trước mặt người khác. Tuy nhiên đã bị Đa Bảo đạo nhân dùng như cục gạch, cho nên không có danh khí gì, không được nhiều người biết đến. Quyển Hồng Hoang Linh Bảo Lục chỉ là đệ đệ mà thôi, trở về điền thêm một cái chữ nhỏ phía trước. Tiền bối. Lý Trường Thọ phái chào, mặc dù rất muốn vung tay lên, năm ngón tay nắm lại thành quyền bá khí gọi một câu, ta muốn tất cả, nhưng cuối cùng lý trí của hắn đã dập tắt được xúc động. Chính mình và nhân quả tiệt giáo vạn lần không thể gia tăng. Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư có gian dạy đệ tử tu hành còn không được tính là thâm hậu, không thể ỷ lại vào pháp bảo, để tránh bỏ bê tu hành. Nếu tiền bối khăng khăng tặng lễ, không bằng tặng cho đệ tử một bộ linh bảo ngũ hành có phẩm chất cùng cấp. Gần đây văn bối đang suy tính một ít đại trận ngũ hành, vừa vặn có thể dùng tới. Đại Pháp Sư đã từng nói, bảo vật lại nhiều hơn cũng không thể dung nhập bên trong đại đạo của chính mình. Không tăng thêm đối với việc tu hành của đệ tử sẽ lập lời thề đại đạo. Vào lần đầu tiên khi gặp tiền bối, văn bối cái gì cũng đều không nhìn thấy. Tấm mộc chữ thiên số 1, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lập tức Lý Trường Thọ cao giọng đọc lời thề đại đạo, nói chính mình nếu lan truyền sự tình thấy được ra bên ngoài, liền bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Đa Bảo trầm ngâm vài tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Trường Thọ, đứng bên cạnh trong bảo quang thở dài. Trường Canh, ngươi đừng có như vậy, ta vẫn còn tin được đối với nhân phẩm của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đa Bảo đạo nhân đột nhiên cười, ống tay áo lắc một cái thu hồi những linh bảo này. Trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần áy náy. Tu vi của Trường Canh ngươi không cao, tuổi tác không dài, sao nói những lời giả dặn như vậy? Xác thực, bảo vật lại nhiều hơn cũng vô dụng. Có một hai kiện linh bảo thiên tiên hộ đạo trấn áp khí vận như vậy cũng đủ rồi. Thủy chung vẫn là không thể dung nhập chúng vào bên trong đạo bản thân. Đa Bảo đạo nhân thở thật sâu, lại nói. Ngươi lại chờ thêm một lát, ta nhớ được có một bộ bảo vật ta sưu tập mấy ngàn năm, vừa lúc là thuộc tính ngữ hành. Lý Trường Thọ cầm lạc bảo kim tiền cũng không khỏi có chút chờ mong. Đa Bảo đạo nhân tìm tòi một hồi trong tay áo, nguyên cả cánh tay đều sắp đưa vào rồi vớt 5 viên bảo châu màu sắc khác nhau. 5 viên bảo châu này rõ ràng là một bộ pháp bảo đầy đủ, ẩn chứa lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hơn nữa lực lượng ngũ hành này vô cùng thuần túy, không chứa nửa phần tạp chất. Viên bảo châu thổ hành lúc trước Hữu Cầm Huyền Nhã đưa cho chính mình kia chẳng qua chỉ là ngũ hành châu sơ cấp, mà 5 viên bảo châu hôm nay đã là cực hạn của bảo vật hậu thiên có thể đạt tới. Đa Bảo đạo nhân đưa tay đẩy một cái, 5 viên bảo châu này chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn quanh người Lý Trường Thọ. Cũng không biết Đa Bảo đạo nhân dùng thần thông nào, 5 viên bảo châu này đã là tự động nhận chủ, truyền ra ý niệm thân thiết đối với Lý Trường Thọ. Lại có nhiều cảm giác ngộ đạo ngũ hành hiện ra trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ giang hai tay, 5 viên bảo châu chậm rãi bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, nổi lơ lửng trên dưới. Vừa định thu hồi bảo vật và nói lời cảm ơn với Đa Bảo, Lý Trường Thọ đột nhiên khẽ ổ một tiếng, chính giữa 5 viên bảo châu cảm nhận được một tia đạo vật linh hoạt kỳ diệu phiêu nhiễu,
phảng phất như ẩn chứa ý cảnh siêu nhiên. Năm viên hạt châu tạo thành một bộ có thể tính là linh bảo tiên thiên. Lý Trường Thọ cảm thấy nhức đầu, dùng linh bảo tiên thiên như vậy để làm trận pháp chủ yếu của Tiểu Quỳnh Phong, như vậy cũng quá phí của trời. Tiền bối, những hạt châu này quá mức quý giá. Đa Bảo đạo nhân nhướng mày. Trường Canh, người như thế là coi thường bần đạo sao? Chỉ là một chút đồ chơi mà thôi, nhận đi. Đã nói đây là để bồi thường cho hóa thân bị hủy của ngươi. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Lý Trường Thọ vái chào, cất giữ ngũ hành châu này vào trong đôi lạc bảo kim tiền bên trong hai bảo nang, giấu kỹ trong người. Nửa năm công phu này cũng coi như không uổng phí. Đa Bảo đạo nhân coi như là buông xuống bầu tâm sự, trong mắt tát ra mấy phần thoải mái cười. Trường Canh, hãy đi với ta. Ồ, sao y lại tới đây? Trong lòng Lý Trường Thọ sinh cảnh giác, mà Đa Bảo đạo nhân đưa tay đối với bầu trời một chút, bình bát vàng tím bao phủ trong phạm vi ngàn dặm khẽ run lên biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đa Bảo, hóa thành bình bát đường kính 5 tấc bị Đa Bảo thu vào trong tay áo. Sau đó, Đa Bảo đưa tay giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, nói một tiếng, đi. Nói xong nhẹ nhàng nhảy một cái, hoàn cảnh xung quanh hai người biến hóa xuất hiện ở trong động do Đa Bảo đạo nhân moi ra mà Lý Trường Thọ mới đi qua một lần. Động đất này không tầm thường, đây chính là bảo động đại đệ tử Tiệt Giáo chui ra ngoài, tính ẩn nấp có thể xưng tuyệt hảo. Hai người ngồi xổm trong góc bảo động, Đa Bảo đạo nhân lấy ra một chiếc bảo kính từ trong ngực, hà hơi đối với bảo kính, trong kính lập tức hiện ra một đoá mây trắng nhanh như điện chớp. Một lão già ngồi phía trên mây trắng, quanh người lão đạo có mây mù nhàn nhạt bao phủ. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lại phi một tiếng đối với bảo kính, những mây mù kia chậm rãi tiêu tán, lộ ra hình dáng của lão đạo. Đạo bào màu nâu, khuôn mặt ngay ngắn, tai cụp buông thõng, trên vai đeo một ngọn đèn lồng, không phải chính là phó giáo chủ Xiển Giáo Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân còn sợ Lý Trường Thọ không biết, chủ động giới thiệu. Đây là phó giáo chủ Xiển Giáo, theo chính lời y nói, chính là có cùng bối phận với ba vị lão già của chúng ta. Bình thường bần đạo thấy y cũng phải hô một tiếng sư thúc. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên chút hiểu ra, vội nói, tiền bối, nếu như y còn cách xa chúng ta đi trước là được. Y thấy được bình bát của ta, hơn nữa trước đây cũng đã thấy ta dùng bình bát này. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng nói, cứ thong thả trước tiên nhìn y tới nơi đây làm gì. Y tuy là tiền bối của chúng tiên đạo môn chúng ta, bần đạo ngược lại cũng không sợ hắn. Người cứ yên tâm, cho dù Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ, bất quá cũng chỉ là người ngoài. Ba vị lão gia coi trọng nhất vẫn là đạo thừa đạo môn, đệ tử nhà mình. Nếu như phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng đến tầm bảo, ta sẽ âm thầm phóng ra mấy món bảo vật ở chỗ này để y cầm đi là được. Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ ở trong giọng nói của Đa Bảo đạo nhân nghe được bất mãn nồng đậm đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Thế là trong đáy lòng an ổn hơn mấy phần. Căn cứ theo suy đoán của Lý Trường Thọ, Nhiên Đăng có phải tới vì lạc bảo kim tiền. Nếu đúng như vậy, bên trong Cố Sự Phong Thần, một màn tiêu thăng Tào Bảo dùng lạc bảo kim tiền cướp đi Định Hải Thần Châu tuyệt đối chính là một trận trò hay do Nhiên Đăng đạo diễn đẩy Triệu Đại Gia vào trong hố. Ngày hôm nay chính mình lấy đi lạc bảo kim tiền sẽ đoạn tuyệt sự tình sau này, càng làm cho Nhiên Đăng mất đi cơ duyên đoạt Định Hải Thần Châu. Hẳn là Nhiên Đăng bởi vậy mà có cảm ứng. Lý Trường Thọ, tiền bối, vạn bối từng có tiếp xúc cùng với vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này, trước đây chỉ sợ còn đắc tội y. Ồ, Đa Bảo đạo nhân hứng thú không có nguyên do, người làm sao có thể sinh khoảng cách với y? Dăm ba câu, Lý Trường Thọ đã truyền âm, nói đơn giản cho Đa Bảo đạo nhân nghe chuyện thương lượng cùng Nhiên Đăng lần trước. Hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói chính mình ban đầu không biết vị tiền bối Xiển Giáo này, không cẩn thận mắng Nhiên Đăng vài câu, cũng không nói Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nhìn lúc ấy. Đa Bảo đạo nhân cẩn thận lắng nghe, trên khuôn mặt có vẻ hơi phúc hậu, lộ ra mấy phần giật mình, lại không nhịn được vỗ tay cười to, đưa tay đánh nhẹ hai lần với Lý Trường Thọ. Ngươi làm sao có nhiều chiêu trò hay như vậy? Không thể tận mắt nhìn thấy một màn này, quả nhiên là việc đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi, tiền bối, ngài dường như đối với vị phó giáo chủ tiền bối này... Đa Bảo lắc đầu cười, có một số việc không đề cập tới cũng được. Bình thường nếu nghe được giọng điệu nói chuyện như vậy, vậy cho thấy rằng người nói chuyện đang muốn phàn nàn. Lý Trường Thọ thuận nước đẩy thuyền nghiêm mặt,
Vãn bối tóm lại là muốn hiểu nhiều hơn một ít, tránh cho về sau xảy ra sai lầm gì. Thế là Đa Bảo than nhẹ vài tiếng, êm tai nói. Ở trong mấy vạn năm gần đây, hai nhà không ngừng ma sát, xiển giáo bên kia thường xuyên có đạo hữu vô cớ gây sự. Có khi bên này cũng sẽ có đồng môn lỡ lời ngoài miệng. Mỗi lần xảy ra những việc này, phần lớn đều do bần đạo tiến hành hòa giải. Một tới hai đi, cũng đến tiếp xúc nhiều hơn với vị tiền bối này. À, Trường Canh, người sau này vẫn nên ít tiếp xúc cùng với vị tiền bối cao nhân này. Muốn nói gì với y cũng cần phải chú ý. Đừng có nói sai lầm gì, bị y bắt được cái đuôi chuột. Vì tiền bối cao nhân này, tâm tư rất phức tạp. Lý Trường Thọ đã rõ ràng. Thuận Đường nhắc tới, cao thủ như Đa Bảo, Nhiên Đăng, tiên thức dò xét rốt cục có thể dò xét bao xa. Bây giờ cũng đã nói nửa ngày, hình ảnh trong gương vẫn là như vậy. Nếu như không phải có những đám mây nhanh chóng lui về phía sau kia, Lý Trường Thọ thực sự cho rằng gương linh bảo đã xảy ra sai sót. Đang muốn hỏi y, ở rìa tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được thân hình của Nhiên Đăng. Mà tiên thức của chính mình vừa bắt được thân hình Nhiên Đăng, bất quá chỉ một chớp mắt, Nhiên Đăng đã xuất hiện ở trên nóc của Sơn Cốc Ngưu Yêu, một cỗ uy áp đại năng phô thiên cái địa tản ra. Ngưu Yêu tộc còn đang mê man ngủ ở dưới, lập tức run rẩy ở trong mộng. Phạm vi dò xét của Đa Bảo đạo nhân, phạm vi dò xét của chính mình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao có chút cảm giác xúc động bất đắc dĩ. Nguyên bản cảm thấy chính mình tu hành kim tiên, có đùi nhân giáo làm chỗ dựa, cũng có thể coi như mưu đồ một chút linh bảo tại Hồng Hoang. Vẫn phải viết ổn tự kinh 9.000 lần đi. Để sư muội làm thay một nửa, sư huynh có nhu cầu thì sư muội phải gánh vác. À, đến rồi. Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói hai câu, trong đáy mắt lộ ra chút hào quang sáng tỏ, cùng nhau ngừng thở với Lý Trường Thọ, chú ý tình huống bên trong hóa kính. Lúc này hai người vẫn chưa thả tiên thức ra ngoài, bảo kính này tự nhiên cũng là loại linh bảo dò xét, tính ẩn nấp và điều tra vô cùng xuất chúng. Chỉ thấy Nhiên Đăng ngồi ở trên ngây, chuyển hai vòng ở chỗ sâu, sau đó lấy ra lưu ly bảo tháp, đưa tay ném ra, bảo tháp này đảo mắt liền hóa thành cao mấy trăm trượng, ngọn tháp tuôn ra đạo đạo tiên quang. Tiên quang đảo mắt bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm bên trong. Bầy yêu thử thiết thành. Nhiên Đăng cong ngón tay búng ra một cái đối với thử thiết thành. Đại trần thử thiết thành vỡ tan trong nháy mắt. Người chủ trì ở đây, mau ra trả lời. Giọng nói lãnh đạm này, cộng với uy áp mà Nhiên Đăng triển lộ ra lúc này, làm cho đám yêu tộc thử thiết thành còn chưa lấy lại tinh thần khi bị bình bát vàng tím trấn áp, rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Không bao lâu, ba vị ngưu yêu cảnh giới kim tiên chạy tới trước mặt Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hừ nhẹ một tiếng, đầu gối của ba lão ngưu yêu này khuỵu xuống, vô thức quỳ gối trên không trung. Bái kiến tiền bối. Đừng có nói nhảm. Nhiên Đăng lãnh đạm. Nơi đây thế nhưng là tộc địa của các ngươi. Là tộc địa của chúng ta. Nhiên Đăng lại hỏi. Trước đây nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu có nửa câu nói ngoa, hôm nay bộ tộc các ngươi cũng không cần tồn tại. Lập tức ba vị ngưu yêu, một người ta một câu, ngươi một câu, cuống quýt nói ra sự tình phát sinh trước đây. Ở trong miêu tả của ngưu yêu, bọn hắn đầu tiên là không may bị một đám binh mã nhân tộc lai địch không rõ tiến đánh. Nhưng đối phương xuất hiện chỉ trong chốc lát liền lập tức thối lui, dường như là dùng chướng nhãn pháp gì. Sau đó, bình bát vàng tím kia hiện thân, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Nhiên Đăng ngồi trên mây trắng, không ngừng bấm tay suy tính, lông mày càng nhăn càng sâu. Trước đây y đang tu hành bên trong Ngọc Hư Cung, trong đáy lòng đột nhiên hiện ra một chút báo động. Dưới sự suy tính, bảo vật dường như có liên quan cực sâu với đạo quả của chính mình sau này đã bị người khác lấy mất. Cảnh báo như vậy thuần túy là đạo bản thân cộng minh với thiên cơ, sẽ chỉ để cho y biết được việc này đang phát sinh, cụ thể thế nào thì hoàn toàn không biết. Nhiên Đăng lập tức dựa vào lưu ly tràn của bản thân cẩn thận suy tính thôi diễn. Lần theo một tia thiên cơ, suy tính ra phương vị cụ thể việc phát sinh, lập tức chạy đến nơi đây. Nhưng mà điều Nhiên Đăng không biết vào giờ phút này chính là trong khi y đến tòa sơn cốc này, Lý Trường Thọ đã phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu ở 6 nơi địa giới trong Trung Thần Châu có địa hình tương tự ngụy trang ra vết tích đấu pháp. Tiền thể bản thể Lý Trường Thọ cũng cưỡi mây bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, đi tới bên trên Phá Thiên Phong, lại đến dâng hương cho Thánh Nhân Lão Gia. Lý Trường Thọ chân trước vừa bay đến Bách Phàm Điện, Nhiên Đăng phía trên sân cốc ngưu yêu đã suy tính ra đại khái. Nhiên Đăng đầu tiên là quét mắt nhìn ba vị ngưu yêu cảnh giới kim tiên, lãnh đạo.
đi đến bảo khố tộc địa các ngươi thẩm tra xem có dấu vết để lại nào không. Lại đánh thức tộc nhân các ngươi, lần lượt hỏi xem mất vật gì. Cho các ngươi nửa canh giờ, nếu như hơi trễ một chút, chớ trách bần đạo lòng dạ độc ác. Ba vị ngư ương này nhanh chóng cúi đầu xưng phải, vội vàng bay vào trong sơn cốc. Từ trong ánh mắt của đối phương có thể xác định đó là một kẻ tàn nhẫn, có thể giết bọn hắn bằng một ngón tay. Mà khi ba vị ngưu yêu rời đi, Lưu Ly tràn trên vai Nhiên Đăng nở rộ ánh sáng. Nhiên Đăng mở miệng một lần nữa, tiếng nói truyền khắp trong không trung và mặt đất ngàn dặm. Đa bảo sư điệt, sao không hiện thân gặp nhau? Ngươi lấy đi bảo vật hữu duyên với bần đạo, bần đạo nguyện dùng ân tình trao đổi. Trong bảo động, Đa bảo động nhân cong khóe miệng lên, lập tức muốn ra rằng co, còn truyền âm với Lý Trưởng Thọ. Thấy không, phó giáo chủ chính là có lực lượng như vậy, bảo vật cũng đều không nỡ bỏ ra. Một câu ân tình điên muốn lấy bảo từ trong tay của ta, cho rằng bần đạo là bại gia tử hay sao? Đã phát hiện ra bần đạo ở chỗ này, ngoài ra chiếu cố y thì thế nào? Tiền bối. Lý Trường Thọ kịp thời bắt lấy cánh tay của Đa Bảo đạo nhân truyền âm. Tiền bối, đây bất quá chỉ là lời lừa dối, không tin thì tiếp tục xem. Sau một lát y chắc chắn sẽ nói một câu, nếu như là không phải như thế nào, còn muốn bần đạo đích thân mời ngươi ra hay sao, thì chính là sư điệt không phải muốn làm việc lớn đó chứ. Đa Bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, thoáng có chút hồ nghi. Nhưng mà Nhiên Đăng có thể thực sự là có chút nóng nảy. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Nhiên Đăng đạo nhân điền cau mày. Sao thế? Còn muốn bần đạo mời ngươi đi ra hay sao? Trong bảo động, Đa Bảo đạo nhân nghe lời nói của Nhiên Đăng, đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó chính là cười to không tiếng động một hồi, không ngừng vỗ nhẹ vào sau lưng Lý Trường Thọ. Trưởng cảnh sự điệt, ngươi thực sự rất được. Tiếp theo y sẽ nói cái gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Đạo nhân giấy bị chụp, tiên lực có chút không thoải mái truyền âm. Đằng sau vị tiền bối này sẽ nói gì liền không dễ suy đoán. Nhưng chắc hẳn có hai loại tình huống. Hoặc là dùng tình cảm đả động, hoặc là dùng uy bức lợi dụ. Đại khái sẽ là cái trước. Vị phó giáo chủ này sẽ nói một câu tam giáo quan hệ như ruột thịt. Đa Bảo đạo nhân lập tức nghiêng tai lắng nghe. Trên sơn cốc, Nhiên Đăng đảo ánh mắt qua các nơi, Lưu Ly Trản dò xét các phương, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lần này chỉ dừng lại chốc lát, Nhiên Đăng thấy trong sơn cốc một mảnh im lìm, mở miệng lừa dối một lần nữa. Lần này mở miệng, tiếng nói của Nhiên Đăng giống như sấm rền, làm cho những ngưu yêu kia có chút choáng váng. Người có tu vi thấp hơn cảnh giới kim tiên căn bản không có cách lý giải Nhiên Đăng đang nói gì. Lý Trường Thọ tất nhiên nghe được rõ ràng, kịch bản của Nhiên Đăng đạo nhân so với suy tính của hắn xác thực không sai biệt lắm. Nhiên Đăng nói chính là, Đa Bảo sư điệt, ngày xưa nếu như bần đạo có chỗ đắc tội, còn xin tha thứ nhiều hơn. Nhưng thiên cơ báo trước, bảo vật này có đại cơ duyên với bần đạo, không thể thất lạc vào ngày hôm nay. Tam giáo vốn là một thể, khí vận đạo môn liền xương, bần đạo hổ thẹn làm phó giáo chủ xiển giáo, cùng với sư điệt cũng coi như tương giao thâm hậu, ngày hôm nay sao phải làm khó nhau. Bên trong bảo động, Đa Bảo đạo nhân quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, sau khi tươi cười lại không nhịn được có chút buồn bực cười hỏi. Trường canh, người như thế nào lại có thần thông suy tính lòng người gì, lại có thể đoán đúng như vậy? Kỳ thật vãn bối chẳng qua là quen thuộc với những kịch bản này thôi. Kịch bản? Chính là một ít thủ pháp quen thuộc. Ở dưới tình huống như vậy, kịch bản vị phó giáo chủ này có khả năng dùng cũng chỉ có mấy cái này. Vào giờ phút này y căn bản không xác định được chúng ta đã rời đi hay chưa. Nếu đã phát hiện tung tích của chúng ta, hắn sẽ lập tức làm cho chúng ta hiện thân, sau đó nói lời đe dọa. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, truyền âm giải thích một hồi cho Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân nghe được không ngừng gật đầu, hồi tưởng lại mười mấy lần tình huống trước đây chính mình liên hệ cùng với Nhiên Đăng. Khuôn mặt hơi có vẻ phúc hậu của vị đại sư huynh tiệt giáo này mang theo sự tức giận, truyền âm mắng đối với Lý Trường Thọ. Bần đạo quả nhiên đã bị y lừa dối một phen, chẳng trách mỗi lần đều ăn chút thua thiệt nhầm. Vị Nhiên Đăng này tâm cơ thực sự rất trầm thầm, lừa dối bần đạo đến trình độ như vậy, hiện tại còn có mặt mũi gọi bần đạo một tiếng sư điệt. Nghe vậy Lý Trường Thọ thoáng cũng có chút xấu hổ. Đa Bảo đạo nhân lập tức nghĩ đến điều gì, cười khẽ hằng hắc nói. Hehe, Trường canh, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, hậu bối có người nhân phẩm thượng giai giống như ngươi. Chính là cực kỳ thông minh, vô cùng khác biệt cùng với vị Nhiên Đăng đạo nhân này. Thôi, nói chuyện khác, kế tiếp y sẽ nói thế nào? Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục suy tư. Người am hiểu kịch bản, tự nhiên sẽ hiểu kịch bản,
Lý Trường Thọ chẳng qua là đặt chính mình vào góc độ của Nhân Đăng. Trong đáy lòng liệt kê ra mấy loại kịch bản có thể sử dụng lúc này, phân tích khả năng kịch bản nên sử dụng. Nhân Đăng lại lừa dối 5-3 câu, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu nắm được kế tiếp Nhân Đăng sẽ làm như thế nào. Dù sao thì kịch bản cũng có lúc hết, mà chính mình từ đầu đến cuối không phải là Nhân Đăng, ý nghĩ và tính toán cũng có khác biệt. Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân đã là cười nghiêng ngả. Sảng khoái, đây quả thực còn muốn sảng khoái hơn, dùng giáo bố chùm vị phó giáo chủ này đánh cho một trận. Lý Trường Thọ nghe vậy cười khẽ, sau đó liền chau mày trầm tư. Tiền bối, chúng ta trốn ở nơi đây như vậy, từ đầu đến cuối cũng không thể giải quyết việc này. Y đã nhận biết tình hình bình bát của tiền bối, lại có một chút chú ý với bảo vật này, nói không chừng kế tiếp sẽ đến tiệt giáo. Đa Bảo tiến tới từ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Trường Canh, ngươi am hiểu mưu tính, hãy tùy tiện đưa ra một chút chủ ý đuổi y. Lý Trường Thọ, thật sự coi hắn là người nhiều mưu trí tại Hồng Hoang, Tam Giáo Gia Cát Thọ, có thể tùy tiện đánh ra một chủ ý điện đánh đuổi Nhân Đăng. Trước đây, Lý Trường Thọ đã từng giao thủ với Nhân Đăng đạo nhân, biết rõ chỗ lợi hại của vị lão tiền bối này. Mà ở dưới điều kiện phục hy thần quẻ, Đa Bảo ngẫu nhiên gặp giao thoa, hắn giành trước một bước lấy đi Lạc Bảo Kim Tiền. Người chân đúng vào lúc này Nhân Đăng muốn tìm, thật ra là hắn. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên rõ ràng việc này. Dù sao thì trước đây bảo vật hắn và Lý Trường Thọ lấy được trong sơn cốc Ngưu Yêu, rõ ràng chỉ có hai đồng tiền uy năng không rõ kia. Nhưng Đa Bảo đạo nhân hoặc là trượng nghĩa, hoặc là bất mãn đối với Nhân Đăng. Vào sau khi pháp bảo tử kim bát của bản thân bại lộ trong mắt Nhân Đăng, thuận thế liền thay Lý Trường Thọ nhiễm lấy nhân quả như vậy. Vì thế, Lý Trường Thọ tự nhiên không thể đi thẳng một mạch. Hắn càng cẩn thận mưu đồ, vừa không muốn để cho tiệt giáo ăn thiệt thòi như vậy. Chính mình thiếu tiệt giáo nhân quả, cũng không muốn chính mình bại lộ trước mặt Nhân Đăng, từ đó càng bị Nhân Đăng ghi hận. Tốt nhất là ngày hôm nay có thể mượn tiệt giáo ngăn cản Nhân Đăng, không thì vì lý do ổn thỏa, chính mình lại đi đến Đâu Xuất Cung một chuyến, đặt Lạc Bảo Kim Tiền ở chỗ của Đại Pháp Sư để đảm bảo an toàn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tính toán chuyện tốt, nhưng đã có đối sách. Hắn truyền âm nói với Đa Bảo Đạo Nhân. Theo ý kiến của vạn bối, lúc này nên yên lặng theo dõi kỳ biến, xem vị phó giáo chủ này có thể tra được bảo vật y muốn tìm hay là gì không. Lại nhìn y chẳng phải muốn đi đến đạo trường tiệt giáo hay không. Nếu như y ngay cả bảo vật chính mình muốn tìm là gì cũng không biết, vậy liền để cho y tùy ý đi náo động. Tiền bối, vạn bối cả gan, có một kịch bản nho nhỏ muốn hiến. Đa Bảo Đạo Nhân chấn động ống tay áo. Mau mau, nói đi. Lý Trường Thọ truyền âm, nói chính là chết không nhận như thế nào, ngược lại còn phản kích nói rằng nói chuyện phải có chứng cứ. Như thế, như vậy. Đa Bảo Đạo Nhân nghe được liên tục gật đầu, trong mắt to mày rậm tràn đầy lương thiện. Lại sau một lúc lâu, Lý Trường Thọ hơi thở nhẹ nhàng thở ra, tâm thần phấn chấn. Không có gì khác, ba vị ngưu yêu cảnh giới kim tiên bay đến trước mặt Nhân Đăng đạo nhân. Hồi bẩm kiểm kê trước đây, bọn hắn phát hiện ra trong sơn tốc cũng không mất đồ gì, trong bảo khố cũng không thiếu bảo vật gì, chẳng qua là có không ít bảo vật bị đặt hơi lệch. Nhân Đăng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, một chút đạo vật lưu chuyển, ba vị ngưu yêu cảnh giới kim tiên này cùng nhau miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống từ không trung, đã bị chấn cho trọng thương. Nhân Đăng chậm rãi nheo hai mắt lại, trong đáy mắt toát ra mấy phần do dự, một chút suy tư. Rất nhanh, Nhân Đăng tiếp tục bước lên con đường Lý Trường Thọ đã dự đoán. Nếu sư điện đã không muốn hiện thân, Nhân Đăng lạnh nhạt nói, như vậy bần đạo sẽ đi tìm các đệ tử thánh nhân tiệt giáo khác, nói thật kỹ chuyện hôm nay. Nhân Đăng nói xong chọn tuyến đường đi thẳng về hướng đông nam, biến mất trong nháy mắt. Trong bảo động, Đa Bảo Đạo Nhân giơ ngón tay cái với Lý Trường Thọ, liền lôi kéo Lý Trường Thọ đào hang rời đi, âm thầm theo dõi phía sau Nhân Đăng. Nhắc tới thần thông đào hang của Đa Bảo Đạo Nhân, đó cũng là tương đối bất phàm. Đây không phải độn pháp, cũng không phải là bí thuật không gian, mà là phát huy đào hang đến cực hạn. Bảo động này không còn ở giữa thiên địa, lại phụ thuộc vào thiên địa, ngược lại có cùng với lúc Đại Pháp Sư dùng thái cực đồ hành tẩu ở ngoài ngũ hành, lại nhảy trở về trong ngũ hành, có công hiệu khá giống nhau. Đại khái đây chính là tông sư đào hang truyền nghiệp, không ai có thể bắt chước. Sau khi Nhân Đăng Đa Bảo Đạo Nhân, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ
Trường Canh cảnh giới kim tiên rời đi. Trong sơn cốc ngưu yêu kia, trong căn nhà gỗ không đáng chú ý kia, một lòng bàn tay từ từ nhô ra trên mặt đất, với một cái búng tay ném hai đồng tiền bình thường vào bao vải nhỏ trong thế tục Nam Thiên Bộ Châu. Sau đó bàn tay này bị ánh lửa vần quanh, hóa thành tro tàn trong nháy mắt, hòa vào mặt đất, nửa điểm khí tức cũng đều không có lưu lại. Y muốn đi đâu? Rời khỏi sân cốc ngưu yêu bất quá chỉ trong chốc lát, trong đáy biển sâu, Đa Bảo đạo nhân đang đi mà chăm chú nhìn gương đồng trong tay, có chút buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ cười, xem phương hướng như vậy hẳn đi đến Kim Ngao đảo. Có vẻ như vậy. Đa Bảo hơi nhíu mày, ngày hôm nay trên Kim Ngao đảo còn có hai vị đồng môn mở yến chiêu đãi tân khách, chính thức kết thành đạo lữ. Ha, còn giống như mời bần đạo đi làm chứng, lúc ra cửa ngửi được có bảo vật sắp xuất thế, lại là quên đi việc này. Đa Bảo đạo nhân cười nói, hôm nay cũng làm xáo trộn chuyện tốt của bọn họ, cũng là không có cách nào khác. Sau đó cho bọn họ nhiều thêm chút lễ vật là được. Lý Trường Thọ có chút cảm khái đối với việc này. Chỉ sợ rằng lúc luyện khí sĩ tiệt giáo kết làm đạo lữ đều sẽ chủ động mời vị đại sư huynh tiệt giáo này làm chứng hôn nhân. Lễ vật khẳng định không thể thiếu. Đoạn đường này xuyên qua đáy biển đuổi sát Nhân Đăng, không bao lâu Kim Ngao đảo đã hiện ra trong tầm mắt. Nhân Đăng vẫn khí thế hùng hổ như cũ, phảng phất như có người trộm đi lưu đi tràn của y, cướp quan tài bản mệnh của y. Vào trước khi đến Kim Ngao đảo, Nhân Đăng lại là thu liễm lại đại bộ phận uy áp của bản thân, cất cao giọng nói một câu với trên đảo. Nơi đây có môn hạ đệ tử của Thánh Nhân Lão ra không? Còn xin ra ngoài gặp mặt với bản đạo. Tiên nhân tiệt giáo trên đảo lập tức bị kinh động, bóng người trong điện nhốn nháo, đảo mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh bay ra, còn có càng nhiều thân ảnh đứng tại chỗ nhìn. Đây không phải là phó giáo chủ xiển giáo Nhân Đăng hay sao? Y đến làm gì? Bản đạo nhớ là không có mời tiền bối như vậy đến xem lễ. Còn mời cũng chưa chắc đã được, y tới đây nhất định có dị dạng. Trong bảo động, Lý Trường Thọ cùng Đa Bảo liếc nhìn nhau. Đa Bảo lại nói một câu, lại đúng như dự đoán của Trường Canh. Ngươi lại chờ một lát ở chỗ này, ta sẽ liền lên đảo từ phương hướng khác, đến gặp y một lần. Lý Trường Thọ chắp tay nói, tiền bối, khai kỳ đắc thắng. Đa Bảo đạo nhân vô cùng hào khí cười to vài tiếng, thân hình nhất chuyển tâm niệm vừa động, trước mắt đã xuất hiện một hố đất sâu. Tùy tâm mà động, theo hố mà đi. Thần thông như vậy cũng là những người tu hành khác khó mà tu được, thân túy là thiên phú dị bẩm. Trong chốc lát Đa Bảo đến phía đông nam Kim Ngao đảo ngàn dặm, thay đổi một bộ đạo bào trải vuốt kiểu tóc, bưng phất trần điền muốn thi triển thần thông xuất hiện bên trong trời cao. Đúng lúc này, Đa Bảo chưa nhảy lên, tiên thức đột nhiên bắt được trên Kim Ngao đảo xuất hiện hai cỗ đạo vận quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Mà Lý Trường Thọ truyền âm la lên, đã là từ thổ động, truyền vào trong tai Đa Bảo. Tiền bối, chậm đã, mau nhìn trên đảo. Không cần Lý Trường Thọ nhắc nhở, Đa Bảo đạo nhân đã phát hiện ra dị dạng trên đảo. Mây mù đột ngột nổi lên trên Kim Ngao đảo, mấy trăm tiên nhân tiệt giáo bay lên không trung, dưới chân đều nhiều hơn một đóa mây trắng noãn, ẩn ẩn bảo vệ bọn họ. Mây mù chậm rãi phân tán, một vệt hình bóng xinh đẹp bay ra từ trong đại điện. Chúng tiên nhân tiệt giáo tránh đuôi sang hai bên, không ngừng hành lễ. Trên gương mặt giàn nua của Nhân Đăng lộ ra mấy phần từ bi, nhìn chăm chú đánh giá đám người bay tới, lông mày càng nhăn càng sâu. Không phải nói thêm về ngoại hình xinh đẹp của người tới, dáng người mảnh mai quá đỗi tuyệt vời. Nếu bắt buộc phải nói, chỉ có thể nói nàng giống như thác lụa xanh biếc, mây lam đẹp đẽ, bộ váy trắng trơn, đôi giày vải tươm tất toát ra vẻ đẹp tao nhã, mềm mại. Lý Trường Thọ không khỏi thì thào, tại sao nàng lại đến đây? Mà Đa Bảo đạo nhân cách xa ngàn dặm cũng là trầm ngâm vài tiếng, cau mày, hai vị sư muội Vân Tiêu Quỳnh Tiêu đã lâu không ra khỏi cửa, tại sao ở chỗ này? Trường Canh, Đa Bảo đạo nhân truyền âm, bần đạo hiện tân được chưa? Tiền bối đừng vội. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, cứ để cho Vân Tiêu tiền bối xử lý, và thời khắc mấu chốt tiền bối lại xuất hiện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đa Bảo đạo nhân lập tức gật đầu, nhìn bóng lưng Vân Tiêu không nhịn được lộ ra mấy phần cười khổ, còn truyền âm oán trách hai câu với Lý Trường Thọ. Triệu sư đệ làm sao không có ở đây, vào lúc vị Vân Tiêu sư muội này mắng người, bần đạo có thể không chống đỡ được. Lý Trường Thọ nhớ tới uy lực một tiếng quỳ xuống trên Tam Tiên Đảo kia, không khỏi mỉm cười một hồi. Lại nói vào lúc Vân Tiêu tiên tử đến phía trước chúng tiên tiệt giáo, cách Nhân Đăng 300-400 trượng, đầu tiên là nhàn nhạt vái chào, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếng nói của nàng không lạnh,
không nhạt, không nhẹ, không nặng, phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo lại dịu dàng động lòng người. Phó giáo chủ Nhân Đăng đột nhiên đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Nhân Đăng lãnh đạm, đại sư huynh của ngươi đã làm chuyện tốt. Đại sư huynh, Vân Tiêu lạnh nhạt, đã bảo sư huynh thế nhưng là đã mạo phạm tiền bối chuyện gì? Nhân Đăng mắng, ý ý và thần thông tầm bảo của chính mình cưỡng đoạt cơ duyên trọng bảo của bần đạo. Nếu như bần đạo đi tới muộn nửa bước, chỉ sợ là ngay cả cái bóng của y cũng đều không thấy được. Ồ, Vân Tiêu nghe nói lời ấy, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cau lại. Nếu đổi thành tám đại đệ tử tiệt giáo khác, thấy Nhân Đăng nói năng hùng hồn như vậy, thật sự sẽ cho rằng chuyện này là đa bảo đại sư huynh ra tay đoạt tư duyên của Nhân Đăng, dẫn đến vị phó giáo chủ Nhân Đăng này nổi trận lôi đình. Nhưng Vân Tiêu lại là khẽ trầm ngâm vài tiếng rồi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này cụ thể thế nào ta cũng không hiểu, nhưng lời nói lại không thể nói như thế. Xin hỏi phó giáo chủ Nhiên Đăng, bảo vật kia thế nhưng là đa bảo sư huynh cướp đi từ trong tay của phó giáo chủ? Nhiên Đăng hơi nhíu mày, mà Vân Tiêu đã đến nhai trước mặt y, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lư, tiến hành bấm tay suy tính. Nhiên Đăng nói, dù chưa đến tay của bản đạo nhưng bảo vật kia xác thực hữu duyên cùng với bản đạo. Vân Tiêu lại hỏi, nếu như thế, bảo vật kia thế nhưng là phó giáo chủ trước đây điền biết ở nơi nào mà chưa đi lấy? Đúng vậy. Nhân Đăng lạnh nhạt, ta đã sớm biết bảo vật kia ở nơi nào, chẳng lẽ chẳng qua là chưa đến thời cơ xuất thế cho nên vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi? Đã sớm biết ở nơi nào, phó giáo chủ Nhân Đăng vì sao không đi đến đó chờ đợi mà phải chờ đa bảo sư huynh đến lấy mới đến đây hỏi tội? Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, lời không vội vã, khí định thần nhàn. Không đợi Nhiên Đăng trả lời, Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nói một câu. Phó giáo chủ Nhiên Đăng bây giờ đã không phải thời viễn cổ, cũng không phải là thấy bảo vật không tệ, nói một câu hữu duyên cùng với chính mình liền có thể ra tay cướp đoạt. Nếu nói đến duyên phận, bảo vật kia nếu như đã rơi vào trong tay đa bảo sư huynh, tất nhiên là càng thâm hậu hơn một chút so với duyên phận của sư huynh ta. Phó giáo chủ Nhiên Đăng cần gì phải hung hổ dọa người như thế? Nhiên Đăng lập tức liền muốn mở miệng phản kích, mà Lý Trường Thọ bên trong bảo động đã truyền âm căn dặn với đa bảo đạo nhân. Lên sân khấu đi tiền bối, Vân Tiêu tiền bối thực sự lợi hại, lúc này tiền bối chỉ cần nói một câu định cản khôn. Đa bảo đạo nhân cười to vài tiếng, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trong không trung, đảo mắt đã đến trên không trung kim ngao đảo, rơi vào trước người Vân Tiêu. Đa tạ Vân Tiêu sư muội giải thích một hai, bần đạo bên cạnh cũng đã nghe một hồi. Phó giáo chủ Nhiên Đăng, ta còn muốn hỏi một chút, nếu như ngươi có thể trả lời được, chúng ta sẽ bàn lại sự tình bảo vật hôm nay. Trong mắt Nhiên Đăng lập tức có chút kiêng kỵ, lại vẫn bình tĩnh như cũ. Hỏi gì? Đa bảo cười hăng hắc. Bảo vật mà phó giáo chủ Nhiên Đăng nói tới là vật gì? Nhiên Đăng, tất nhiên là vật hữu duyên cùng với bản đạo. Phía sau Vân Tiêu truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là Quỳnh Tiêu đứng ra. Quỳnh Tiêu cười, phó giáo chủ Nhiên Đăng, ngài ngay cả bảo vật kia là gì cũng không biết, làm sao biết được vật đó ở nơi nào, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện ra đa bảo sư huynh đang tầm bảo, sau đó nổi lòng tham. Ai da, diệu pháp đụng một cái liền nhã của đại ca ta, so với da mặt của phó giáo chủ Nhiên Đăng ngài thật đúng là kém xa tí tắp. Sắc mặt của Nhiên Đăng đạo nhân lập tức đen như đáy nồi. Y chậm rãi gật đầu, đã biết chuyện hôm nay không thể làm, lại không thể nổi giận chút nào, chỉ nói. Nếu như thế, bần đạo sẽ ghi lại việc này, sau đó tự nhiên sẽ báo cáo với giáo chủ, lại đến tìm các vị đòi một lời giải thích. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân cưỡi mây quanh người, để lại một câu hăm dọa liền trực tiếp rút đi. Đa bảo đạo nhân nhìn bóng lưng của Nhiên Đăng đạo nhân, mặt mày không khỏi hớn hở, đứng chắp tay, lòng dạ vô cùng thư sướng. Đợi Nhiên Đăng đi xa, một đám mây mù bao trùm kim ngao đảo, tạm thời ngăn cách kim ngao đảo. Đại sư huynh, tiếng nói của Vân Tiêu đến từ sau lưng, đa bảo vô thức run rẩy, nụ cười lập tức lộ ra đắng chát, nhàn nhạt, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện, đa bảo đạo nhân cũng đã nhanh tay lẹ mắt, hất tay áo lên, tay trái khẽ vung, quang ảnh trước mắt Lý Trường Thọ trong bảo động lay động. Không gian chuyển rời, Lý Trường Thọ đã xuất hiện bên người đa bảo đạo nhân, bị đa bảo đạo nhân giữ chặt nhánh tay. Đa bảo đạo nhân cười. Vân Tiêu sư muội mau nhìn, bản sư huynh lần này thực sự nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Lý Trường Thọ còn chưa kịp phàn nàn, đôi mắt đẹp của Vân Tiêu liền nổi lên một chút ánh sao. Vân Tiêu phảng phất như đang nói,
sao đến lại là đạo hữu, hỏi hắn vì sao lại có quan hệ cùng với Đa Bảo Sư Huynh, lại còn bị Đa Bảo Sư Huynh chụp đến nơi đây. Hai vị tiên tử lại gặp mặt. Lý Trường Thọ tuy có chút trở tay không kịp, nhưng thực sự biết không thể để cho các vị đại lão tiệt giáo sinh ra khoảng cách với chính mình, vẫy chào với Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu, nói: "Việc này cũng là ly kỳ khúc chiết, sau này xin phép nói thêm." Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tóm lại là toát ra mấy phần ôn nhu. Ngược lại, Quỳnh Tiêu người nào đó không xứng đáng để mô tả ngoại hình, hừ một tiếng nói: "Ngươi là ai? Chúng ta đã từng gặp sao?" Chờ chút, chờ lát. Lý Trường Thọ cười xấu hổ, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy từ trong tay áo, chuyển dáng thành lão thần tiên hải thần chuyên dụng. Cỗ đạo nhân giấy tướng mạo đạo sĩ trung niên này hóa thành bộ dáng người giấy, chui vào trong cổ tay áo của lão thần tiên. Lý Trường Thọ vái chào mở miệng: "Tiên tử chớ trách." Đa Bảo đạo nhân bên cạnh lập tức có chút hăng hái đánh giá người giấy của Lý Trường Thọ. Vân Tiêu cũng lộ ra mấy phần ý cười. Ngược lại, Quỳnh Tiêu dùng một tay đỡ trán, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy: "Lại là tên Giao Hỏa thích đóng vai người già nhà ngươi." "Hề, như thế nào?" Đa Bảo đạo nhân cười nói: "Các ngươi đều biết." Quỳnh Tiêu hứ một tiếng trả lời: "Hải thần và Tam Tiên Đảo chúng ta thế nhưng là người quen, bốn người huynh muội chúng ta cũng được hải thần chiếu cố không ít. Đại tỷ còn đích thân thủ quan 12 năm cho hắn. Đại sư huynh, người nói chúng ta quen biết hay không quen biết?" "Thủ quan 12 năm? Ôi!" Đôi mắt to của Đa Bảo đạo nhân đột nhiên sáng lên. "Tam muội, đừng có nói như vậy." Vân Tiêu ôn nhu: "Hải thần đạo hữu rất có duyên phận cùng với bốn người huynh muội chúng ta. Chiếu cố hải thần đạo hữu càng là chuyện đương nhiên. Chúng ta trở về điện đi, đừng có để các vị đồng môn đợi lâu." Đa Bảo đạo nhân lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ: "Vậy thì vãn bối cáo từ." "Hê, cáo từ cái gì mà cáo từ?" Đa Bảo đạo nhân lập tức ra tay trực tiếp kéo cánh tay của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. "Trường Canh, ngươi chạy đi đâu? Tới cũng đều đã tới, làm sao cũng phải tham gia cuộc vui một phen. Lại có ở vạn nhất vị phó giáo chủ nhân đăng kia mai phục, ngươi trên đường pháp lực của ngươi không đủ, linh bảo không đủ, hóa thân này ứng phó ra sao? Đi 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 đi, đi xuống một chút ăn một chút trà, uống chút trà, ăn chút đồ. Bần đạo còn có rất nhiều kịch bản muốn hỏi kỹ càng với ngươi. Chờ ăn uống no nê, ngươi lại cáo từ. Vừa vặn còn có Vân Tiêu sư muội ở đây, để nàng tiễn ngươi về thiên đình, cũng không cần sợ vị nhân đăng kia." Lý Trường Thọ nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử, đã thấy Vân Tiêu tiên tử mỉm cười gật đầu, hắn cũng không tiện trực tiếp từ chối. Thế là vái chào, đi theo phía sau Đa Bảo đạo nhân, cùng với Vân Tiêu Quỳnh Tiêu rời khỏi mây mù trên đảo, đi về phía chúng tiên tiệt giáo phía dưới. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.